Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem. Những câu chuyện hay và ý nghĩa được đúc kết trong cuộc sống nhân gian sẽ là bài học giá trị có thể thay đổi cuộc đời của bất kỳ ai. Chúc bạn lĩnh hội được ý nghĩa và thay đổi được cuộc đời mình từ những câu chuyện hay này. Xin mời quý bạn dành chút thời gian và sự tĩnh tâm để đón nhận những câu chuyện ý nghĩa thay đổi cuộc đời, được sưu tầm lại và sâu chuỗi để đúc kết nên một phong cách sống giúp quý bạn định hình và vun đắp thêm niềm tin, triết lý sống mà bạn đang theo đuổi. 1. Mẩu chuyện số 1. Lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng, nếu bước lên trước một bước là tử, lùi lại một bước là vong, con sẽ làm thế nào? Tiểu hòa thượng không hề do dự đáp, con sẽ đi sang bên cạnh. Bài học rút ra. Khi gặp khó khăn, đổi góc độ để suy nghĩ, có lẽ sẽ hiểu ra rằng, bên cạnh vẫn có đường. Hai. Mẩu chuyện số 2. Anh chồng nhà nọ tan làm về nhà, nhìn thấy vợ đang đánh con trai, không ngó ngàng gì đến họ, đi thẳng vào nhà bếp, nhìn thấy nồi vằn thắn nghi ngút khói trên bàn, bèn múc một bát để ăn. Ăn xong nhìn thấy vợ vẫn đang đánh con trai, không nhìn nổi nữa, nói, giáo dục con cái không thể lúc nào cũng dùng bạo lực được em ạ, phải giảng giải đạo lý cho nó hiểu. Chị vợ nói, em mất công nấu nồi vằn thắn ngon là thế, mà nó lại tè một bãi vào, anh nói xem có điên không chứ. Anh chồng nghe thấy thế, lập tức nói, bà xã, em nghỉ ngơi chút đi, để anh đánh nó. Bài học rút ra. Người ngoài cuộc, đều có thể bình tĩnh, người trong cuộc, ai có thể thong dong, bình thản. Bởi vậy, đừng tùy tiện đánh giá bất cứ ai, bởi vì bạn không ở trong hoàn cảnh của họ. Ba. Mẩu chuyện số 3. Một người thợ mộc chặt một thân cây, làm thành 3 chiếc thùng. Một thùng đựng phân, gọi là thùng phân, mọi người đều xa lánh. Một thùng đựng nước, gọi là thùng nước, mọi người đều dùng. Một thùng đựng rượu, gọi là thùng rượu, mọi người đều thưởng thức. Thùng là như nhau, bởi vì đựng đồ khác nhau mà vận mệnh khác nhau. Bài học rút ra. Cuộc đời là như vậy, có quan niệm thế nào sẽ có cuộc đời như thế, có suy nghĩ thế nào sẽ có cuộc sống như thế. Bốn. Mẩu chuyện số 4. Anh chồng nọ mua một con cá về nhà bảo chị vợ nấu, sau đó chạy đi xem phim, chị vợ cũng muốn đi cùng. Anh chồng nói, hai người đi xem lãng phí lắm, em cứ nấu cá đi, đợi anh xem xong quay về, vừa ăn vừa kể cho em nghe tình tiết của bộ phim. Đợi anh chồng xem phim trở về nhà, không nhìn thấy cá đâu, bèn hỏi chị vợ cá đâu rồi em. Chị vợ kéo ghế, ngồi xuống, cất giọng bình tĩnh, em ăn hết cá rồi, nào, lại đây, ngồi xuống em kể cho anh nghe mùi vị của cá. Bài học rút ra. Làm người nên như vậy, bạn đối xử với tôi như thế nào, tôi sẽ đối xử lại với bạn như thế. Năm. Mẩu chuyện số 5. Năm thi đại học, tôi chỉ được 6 điểm. Còn con trai của bạn mẹ tôi được 20 điểm, cậu ta đến học tại trường đại học trọng điểm, còn tôi chỉ có thể đi làm thuê. 9 năm sau, mẹ của cậu ta chạy đến khoe khoang với tôi và mẹ tôi rằng con trai bà ta đang đi phỏng vấn vào chức giám đốc lương tháng vài chục triệu, còn tôi, lại đang nghĩ có nên tuyển dụng cậu ta không. Bài học rút ra. Bạn, có thể không học đại học, nhưng bạn, tuyệt đối không thể không phấn đấu. Sáu. Mẩu chuyện số 6. Một công nhân nọ oán thán với bạn của mình rằng, việc là chúng ta làm, người được biểu dương lại là tổ trưởng, thành quả cuối cùng lại biến thành của giám đốc, thật không công bằng. Anh bạn mỉm cười nói rằng, nhìn đồng hồ của cậu xem, có phải là cậu sẽ nhìn kim giờ đầu tiên, sau đó đến kim phút, còn kim giây chuyển động nhiều nhất cậu lại chẳng thèm ngó ngàng không? Bài học rút ra. Trong cuộc sống thường ngày,
Cảm thấy không công bằng thì phải nỗ lực làm người đi đầu, oán trách chỉ vô dụng. Bảy. Mẩu chuyện số 7. Thượng đế muốn thay đổi vận mệnh của một kẻ ăn xin, bèn biến thành một lão già đến làm phép cho anh ta. Thượng đế hỏi kẻ ăn xin, nếu ta cho cậu 10 triệu, cậu sẽ dùng nó như thế nào? Kẻ ăn xin đáp, vậy thì tốt quá, tôi có thể mua một chiếc điện thoại. Thượng đế không hiểu, hỏi, tại sao lại muốn mua điện thoại? Tôi có thể dùng điện thoại để liên lạc với các khu vực trong cùng một thành phố, nơi nào đông người, tôi có thể tới đó ăn xin, kẻ ăn xin đáp. Thượng đế rất thất vọng, lại hỏi, nếu ta cho cậu 100 triệu thì sao? Kẻ ăn xin nói, vậy thì tôi có thể mua một chiếc xe. Sau này, tôi ra ngoài ăn xin sẽ thuận tiện hơn, nơi xa đến mấy cũng có thể đến được. Thượng đế cảm thấy rất bi thương, lần này, ngài nói, nếu ta cho cậu 100 tỷ thì sao? Kẻ ăn xin nghe xong, hai mắt phát sáng, tốt quá, tôi có thể mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này. Thượng đế lấy làm vui mừng. Lúc này, kẻ ăn xin bổ sung một câu, tới lúc đó, tôi có thể đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi đi, không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa. Thượng đế nghe xong, lặng lặng bỏ đi. Bài học rút ra. Trên đời này, không phải là thiếu cơ hội, cũng không phải là vận mệnh trước giờ không công bằng, mà là thiếu đi cách thức tư duy đúng đắn. Tư duy của một người quyết định cuộc đời của người đó. Thay đổi cuộc đời bắt nguồn từ việc thay đổi tư duy. Tám. Mẩu chuyện số 8. Một người nọ đứng dưới mái hiên trú mưa, nhìn thấy Quan Âm cầm ô đi ngang qua. Người nọ nói, Quan Âm Bồ Tát, xin hãy phổ độ chúng sinh một chút, cho con đi nhờ một đoạn được không ạ? Quan Âm nói, ta ở trong mưa, ngươi ở dưới mái hiên, mà mái hiên lại không mưa, ngươi không cần ta phải cứu độ. Người nọ lập tức chạy vào màn mưa, đứng dưới mưa, hiện tại con cũng ở trong mưa rồi, có thể cho con đi nhờ không ạ? Quan Âm nói, ngươi ở trong mưa, ta cũng ở trong mưa, ta không bị dính mưa, bởi vì có ô, ngươi bị dính mưa, bởi vì không có ô. Bởi vậy, không phải là ta đang cứu độ mình, mà là ô cứu độ ta. Ngươi muốn được cứu độ, không cần tìm ta, hãy đi tìm ô, dứt lời Quan Âm bèn rời đi. Ngày hôm sau, người nọ lại gặp phải chuyện nan giải, bèn đến miếu cầu xin Quan Âm. Bước vào trong miếu, mới phát hiện có một người đang vái lạy Quan Âm, người đó giống Quan Âm như đúc. Người nọ hỏi, bà là Quan Âm sao ạ? Người kia trả lời, đúng vậy. Người nọ lại hỏi, vậy tại sao Quan Âm lại vái lạy chính mình? Quan Âm cười nói, bởi vì ta cũng gặp chuyện khó khăn, nhưng ta biết, cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình. Bài học rút ra. Phong ba bão táp của cuộc đời, phải dựa vào chính bản thân mình. Cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình. Chín. Mẩu chuyện số 9. Anh chàng nọ. Ông chủ, tắm ở đây mất bao nhiêu tiền? Ông chủ. Nhà tắm nam 40.000, nhà tắm nữ 400.000. Anh chàng nọ, ông ăn cướp đấy à? Ông chủ, cậu muốn đến nhà tắm nam hay nhà tắm nữ? Anh chàng nọ, quyết đoán đưa ra 400.000. Bước vào nhà tắm nữ liếc mắt nhìn, toàn là nam. Anh em trong nhà tắm, lại một thằng nữa tới. Bài học rút ra. Kinh doanh trước giờ không phải là dựa vào giá cả thấp, mấu chốt là dựa theo nhu cầu của khách hàng. Mười. Mẩu chuyện số 10. Một người cha nói với con của mình rằng, hãy nắm chặt bàn tay của con lại, nói cho cha biết con có cảm giác gì. Người con nắm chặt tay, hơi mệt ạ. Người cha, con thử nắm chặt hơn nữa xem. Người con, càng mệt hơn ạ. Buông tay mới nhẹ nhõm. Người cha, vậy con hãy buông tay ra. Người con thở phào một hơi, thoải mái hơn nhiều rồi ạ. Người cha, khi con cảm thấy mệt, nắm càng chặt sẽ càng mệt, buông nó ra, sẽ thoải mái hơn nhiều. Bài học rút ra. Buông tay mới nhẹ nhõm. 10 câu chuyện ngắn và 10 bài học sâu sắc giúp bạn sống ý nghĩa hơn.
Cuộc sống là vô vàn những câu chuyện dài, câu chuyện ngắn, chuyện vui, chuyện buồn, trong đó có những câu chuyện ẩn giấu những bài học, những triết lý cuộc sống giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn trong cuộc đời. Câu chuyện 1. Một em bé nói với mẹ, mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp. Bà mẹ hỏi, sao con lại khen mẹ như thế? Em bé trả lời, bởi vì hôm nay mẹ không nổi giận. Bài học làm người rút ra. Vẻ đẹp ngoài hình phụ thuộc vào tâm tính của chúng ta. Nếu một tâm tính nổi giận, tức tối sẽ làm cho khuôn mặt của bạn cũng ít thiện cảm đi. Vì thế người xưa mới khẳng định rằng, tâm sinh tướng. Bởi vậy muốn để trở nên đẹp hơn thì bạn hãy rèn luyện tâm hồn của mình luôn thánh thiện nhé. Câu chuyện 2. Có ông chủ bắt con trai làm việc vất vả ngoài đồng. Bạn bè nói với ông ta, ông không cần phải bắt con trai khó nhọc như thế, giống cây này tự nhiên cũng phát triển. Ông chủ nói, tôi dạy dỗ con cái chứ đâu phải tôi chăm cây công nghiệp. Bài học làm người rút ra. Cách dạy con nên người tốt nhất là để chúng tham gia lao động, để chúng hiểu được giá trị lao động và thông cảm với sự vất vả của cha mẹ chúng. Câu chuyện 3. Một người đi tìm việc làm, trên hành lang đến phòng phỏng vấn thuận tay nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng. Vị phụ trách phỏng vấn vô tình nhìn thấy, bèn quyết định nhận anh vào làm việc. Bài học làm người rút ra. Nhiều hành động có vẻ nhỏ nhặt nhưng nó lại phản ánh giá trị tốt của một con người và đem lại sự nể trọng của những người xung quanh. Câu chuyện 4. Cậu bé nọ học việc trong một tiệm sửa xe đạp. Một ngày, có người khách đem đến một chiếc xe đạp hư. Cậu không những sửa lại cho thật tốt, mà còn lau chùi cho chiếc xe cho sạch đẹp. Những người học việc khác cười nhạo cậu bé dại dột, đã chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn tốn sức. Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua, liền đưa cậu bé về hãng của ông ta để làm việc với mức lương cao. Bài học làm người rút ra. Có những hành động không vụ lợi mang cái tâm trong sáng, đôi khi sẽ đem lại những điều may mắn trong cuộc sống. Câu chuyện 5. Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh, làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ? Một người nói, bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ. Người khác nói, bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất. Kẻ khác lại nói, bắt đầu tìm từ điểm cao nhất. Đáp án huấn luyện viên đưa ra là, làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia. Bài học làm người rút ra. Hóa ra phương pháp để đạt mục đích trong cuộc sống thật đơn giản, cứ tuần tự, từng bước, đừng nhảy vọt từ số 1 đến số 10. Câu chuyện 6. Có một con gà nhỏ đang tìm cách phá vỏ trứng để chui ra, nó chần chừ e ngại thò đầu ra ngoài ngó nghiêng xem xét sự đời. Đúng lúc đó, một con rùa đi ngang qua, gánh trên mình chiếc mai nặng nề. Thấy thế, con gà nhỏ quyết định rời bỏ cái vỏ trứng ngay lập tức. Bài học làm người rút ra. Muốn thoát ly gánh nặng trên vai trong cuộc sống đừng có chần chừ mà nên dứt khoát ngay như chú gà trong câu chuyện này. Câu chuyện 7. Có mấy em bé rất muốn làm thiên thần, thượng đế cho mỗi em một chân đèn và dặn trong lúc chờ ngài trở lại, hãy giữ cho mấy cái chân đèn luôn sáng bóng. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua, không thấy thượng đế quay trở lại. Tất cả các bé đều bỏ cuộc. Chỉ có một em bé vẫn lau chùi chân đèn sáng bóng dù cho thượng đế không đến. Mọi người đều chê em dại. Kết quả, chỉ có em được trở thành thiên thần. Bài học làm người rút ra. Hãy luôn có tấm lòng thật thà và làm việc tận tụy vì ông trời có mắt và rất công bằng. Câu chuyện 8. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường, anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở.
Con nhái ở bên đường trả lời, tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả. Mấy ngày sau nhái ở bên ruộng đi thăm nhái bên đường, nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí. Bài học làm người rút ra. Hãy thực hiện theo những lời góp ý chân thành, đừng để tính lười biếng của bạn làm hại bản thân mình. Câu chuyện 9. Chàng thanh niên đến xin làm môn đệ một vị thần. Đúng lúc ấy, một con nghé chui lên từ vũng lầy, toàn thân lấm đầy bùn dơ bẩn. Vị thần nói với chàng thanh niên, con tắm rửa cho nó giùm ta. Chàng kinh ngạc, con đi học chứ đâu đi chăn trâu. Vị thần nói, con không chăm chỉ vâng lời, thì làm môn đệ của ta thế nào được. Bài học làm người rút ra. Hãy biết làm cả những công việc lấm lem, bùn đất dây bẩn chứ không chỉ là lý thuyết suông. Đó chính là cách để bạn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, như cách dạy của vị thần trên. Câu chuyện 10. Một cửa hàng đèn thường sáng trưng, có người hỏi, tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy, dùng rất bền. Chủ cửa hàng nói, đèn bị hư hoài đấy chứ, chẳng qua là chúng tôi thay ngay khi nó bị hư thôi. Bài học làm người rút ra. Cái mà bạn nhìn thấy tận mắt chưa chắc đã là phải thế. Sự thật nó hoàn toàn khác so với suy nghĩ của bạn. Trên đây là 10 câu chuyện ngắn và bài học ý nghĩa về cách làm người.